Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2023. Tế Điên lại lên clip ngắn kể về cái luật im lặng của xã hội đen cũng như trong nhà tù. Qua thời gian qua cũng rất nhiều khán giả comment hỏi Tế Điên là trong nhà tù cũng như xã hội đen có phải là cái luật im lặng lo thế lọ thế kia không? Tức là nó mang nhiều cái ý nghĩa chung của cái giới giang hồ cũng như nhà tù. Nó có một cái luật, ý là mọi người muốn nói là cái luật đó nó tàn khốc, rồi là nó nghiêm lắm ở trong cái giới xã hội đen. Thì hôm nay Tế Điên cũng lên cái làm cái clip ngắn để mổ xẻ nói về cái luật im lặng. Thật sự với mọi người, luật im lặng nó như kiểu là bố già mafia Ý, hoặc là những cái tội tập đoàn tội phạm ở Hồng Kông hay là ở các nước Mỹ nước biết thì Tế Điên không dám nói. Đó mới gọi là luật im lặng. Chứ còn cái giới giang hồ Việt Nam đấy, rồi là những các loại đại bàng trong nhà tù, thật sự mọi người là nó chả có cái gọi là luật im lặng gì nó ghê gớm cả. Nói thì có vẻ đánh bóng lên cái từ đó cho nó hoa mỹ, cho nó đẹp thôi. Chứ còn dưới giang hồ Việt Nam này cũng như là trong mấy ông đại bàng trong nhà tù ấy thì gì có cái luật im lặng. Mình nói thật sự với khán giả vậy. Luật im lặng thì nó như kiểu là Tế Điên chỉ nói như này là mọi người dễ hiểu. Ở trong giới tội phạm đó thì bao giờ cũng lúc mà băng ổ nhóm mà xuống đường đi lê gây ra xa gây ra xã hội này, ví dụ những cái vụ cướp hoặc là những vụ đi đòi nợ thuê hay là những cái băng ổ nhóm đi bảo kê các thứ, thì bao giờ là cái luật nhân văn, cái luật bất thành văn của những anh em đó thì là trong băng ổ nhóm mà, thì bao giờ cũng đề cao ra là lúc nào mà bị công giáo bế là ông nào biết ông đấy thôi nhé. Đấy là luật im lặng mà không được khai ra như anh em đồng bọn, hoặc là mình bắt như nào thì mình chỉ biết như vậy thôi. Thì trong nhà tù cũng thế, đại bàng bây giờ cũng ra một cái quy luật chung cho anh em trong buồng, kể cả anh em trách nhiệm ở cùng buồng trưởng luôn, rồi đến nhân dân tệ, cái hàng ngũ sĩ quan, ông tướng, nếu một cán bộ gọi ra hỏi trong buồng có vi phạm gì không hay là có chèn ép đánh đập gì không thì anh em nói như nào, thì tất cả hàng ngũ trách nhiệm anh em đến sĩ quan, ông tướng, đến nhân dân thì cũng phải đều phải luật bất thành văn là ở trong buồng không có vi phạm gì đâu ơi, hoặc là trong buồng gì có đánh đập gì có chèn ép gì, sống anh em sống tình cảm hòa nhã. Đấy là nói thôi đó. Và cái đấy là nó là đương nhiên, nó là phải có rồi. Nhưng là đấy cũng là cái luật im lặng ra cán bộ, là thế thì nhà tù mới khai ra, mới bảo, mới dạy cho tất cả các lính mới là 30. Có tai như điếc, có mồm như câm, có mắt như mù mà. Có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Đó cũng là cái luật im lặng. Đó. Thì Tế Điên chỉ đó một khía cạnh nhỏ của cái luật im lặng của xã hội đen Việt Nam này. Cái từ và đặt ra cái từ đó thì nghe nó có vẻ nó ghê gớm mà nó trông nó huyền bí quá. Nhưng là để mổ xẻ luôn này. Ở cái giới xã hội đen ở cái Việt Nam này chỉ có luật im lặng. Nói rõ luôn. Tế Điên cũng đã được xem những cái cuốn truyện tiểu thuyết về các bố già Ý đó. Đấy gọi luật im lặng. Người không biết là có thật hay không, nhưng là nghe câu chuyện, những cái câu chuyện đó thì Tế Điên mới cảm nhận được đó mới là luật im lặng. Chứ còn cái giới xã hội Việt Nam, xã hội đen Việt Nam này gì có cái luật im lặng gì. Chỉ cần mở cánh cửa buồng cung ra, luật im lặng sẽ được bị phá vỡ. Nói thế nhanh, chỉ cần một đàn anh bị hỏa tiễn thì tất cả các anh em đó làm gì giữ được luật im lặng.
Đấy. Thì trong nhà tù vậy thôi, đại bàng mà bị ban giám thị đến hội đồng cán bộ mà bế ra để điều tra vụ chèn ép trong buồng giam, tất cả các nhân dân từ trách nhiệm ở với buồng trưởng, từ sĩ quan ông tướng thôi, khi mà đã biết được là buồng trưởng đã bị lung lay chứ ghê lắm rồi, thì người ta lập tức phi vào phọt hết, không giữ ở đâu. Có những chùm xã hội đen đấy, mọi người cũng đã được thực tế nhìn rồi đó, kể cả được xem những vụ chuyên án luôn đấy. Anh em cắt máu ăn thề đấy. Rồi là băng ổ nhóm đình đám cả cái thế giới, chấn động cả cái Việt Nam này. Nhưng khi mà đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, đứng trước bản án chung thân, hỏi rằng mấy người giữ được cái luật im lặng đó, hay là mọi ai giữ được mạng là phải giữ thôi. Đấy, anh em thì cái lúc đó thì chắc là không nói mọi người cũng hiểu. Thôi thì anh em thân thì rất thân, nhưng khi bản án chung thân rồi thì thân thằng nào thì nó lo thôi. Khai sớm, sớm khoan hồng để đảng nhà nước khoan hồng đó, pháp luật. Đúng mọi người. Chứ còn gì có cái luật im lặng. Đấy, với cả nó tê lên dám khẳng định luôn, cái luật im lặng ở cái Việt Nam này không đủ đẳng cấp. Đấy, nói rõ cho nó nhanh. Mà xã hội Việt Nam này cũng không để cho cái luật im lặng đấy nó tồn tại. Đấy. Vào công giáo bế nó vào luyện cho khoảng một lúc, chưa đủ một lốt nhạc. Đấy. Chưa dùng hết một lốt nhạc. Đã chú ơi, anh ấy đang ở đây, chú ơi bạn ấy bảo cháu làm, chứ cháu có làm đâu. Chứ có cái lúc mà đang ở ngoài xã hội tụ tập với các anh, các em trong giới mà xã hội, còn đang đi phô trương thanh thế, đi các bến bãi bảo kê, thu tiền sâu của các chợ, lúc được hưởng những cái đồng tiền thì kinh lắm. Anh chết em chết, anh sao phải nghĩ để em. Đấy. Nhưng mà khi mà các ông giáo nó bế vào rồi, và nó sờ vào gáy rồi, hỏi rằng mấy người giữ được đó. Hay là mạnh ông nào tồn tại thì ông ấy sống. Đấy. Nhưng là trong những cái khái niệm đó và trong những cái sự thật đó, thì cái điên cũng ghi nhận cũng rất nhiều những người, người ta sống bản chất luôn. Thế thì người ta cũng không bao giờ hé mà răng ra chấp nhận thêm án, chấp nhận cả những cái gì đó để không làm ảnh hưởng đến những người anh em và danh dự của mình. Thế nên cũng gặp rất nhiều như vậy. Mặc dù có những người, người ta không cả va chạm xã hội, không phải là giang hồ đâu, nhưng người ta còn đậm chất hơn cả giang hồ. Thế thì chứng tỏ rằng giang hồ Việt Nam này cũng toàn giang hồ ít như giang hồ chất và xưa lắm. Thì toàn ối rồi ôi ối ra. Đấy, nói cho nhanh như cùng à. Trong nhà tù cũng thế. Cái lúc ăn chiếu trên mà, ăn mâm trên, khoanh chân ngồi ăn chiếu trên với đại bàng. Đấy, kinh lắm. Anh để em xuống em lệnh này cho để cán bộ vào, em nhận hết. Nhưng đến khi mà lệnh xong rồi, cán bộ sờ vào gáy gọi ra cung một lúc, khai tiệt. Thế thì hỏi rằng là luật im lặng cái gì. Thế thì Tế Điên cũng chỉ dám mổ xẻ một chút về cái luật im lặng ở cái giới Việt Nam này, cái giới giang hồ cũng như ở trong nhà tù, giới tội phạm này không có luật im lặng hết, mà là do từng mỗi con người, người ta bản lĩnh và người ta có giá, có danh dự, thì không cứ gì người ta phải là giang hồ đâu. Đó. Người ta vẫn giữ được, còn thưa được cái luật im lặng. À, nhưng là trong giới giang hồ và những người có số má ở trong các môi trường trại, đó, nhưng là lại không giữ được bản chất. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Đó. Thế nên dám nó khẳng định luôn, có hàng 10.000 người, may có 1-2 người ấy, sống được như xã hội thường nói là luật im lặng, chứ còn thì siêu phọt hết.
chuẩn bị lên cẩu đầu đài là khai tiệt, nói rõ luôn bằng tiếng Việt đó. Chứ còn mọi người thì cứ nghe bảo xã hội đen nó có cái những luật riêng của nó, rồi tới đây cũng nghe được những cái video ở trên trang mạng nói về xã hội đen có cái luật im lặng thế nọ kia, không có đâu. Cái từ đó nó chỉ là cái vĩ mô cho nó có vẻ nó huyền bí ở cái giới tội phạm thôi, chứ còn chả có cái luật im lặng gì hết. Ơi nhanh, im lặng hay không là ở mỗi con người. Người ta có danh dự, người ta có bản lĩnh và người ta dám làm dám chịu, người ta không bao giờ hé răng đó. Chỉ có những con người như thế thôi, chứ còn chả có cái luật im lặng gì hết ở dưới nhà tù cũng như xã hội luôn. Thế nên dám khẳng định luôn một điều uy tín luôn, trong nhà tù cũng vậy, dạy các nhân dân, dạy cả sĩ quan ông tướng, dạy cả những người anh em ở cùng với mình đó, là ra cán bộ hỏi, đừng có thằng nào nói ở trong buồng bị chèn ép, hay là đừng có thằng nào nói bị chấn cướp nhá, bọn tao mà biết vào tao lệnh chết, dành mặt tất cả nhân dân, sĩ quan, ông tướng, từ cả những người trách nhiệm ở trên. Ok, lúc anh huy hoàng, lúc buồng trưởng của đang vẫy tung cánh nè, vỗ cánh, đang quần đảo ở buồng, đang uy nghiêm như vậy, thì ai người ta chẳng gật đầu, tội gì không gật đầu để cho nó hành mình à, nó đánh mình chết à, đúng mọi người. Nhưng cứ thử là con đại bàng ấy bị tổn thương, bị gãy cánh hay là bị trúng đạn của người thợ săn xem, hỏi xem là bầy chim sẻ đó, bầy quạ diều hâu đó có lại táo tác đi các nơi khác để kiếm sống như thế, là khai ngay chứ làm gì còn giữ được lời hứa hướng nhiều mà thất hứa thì cũng nhiều lắm, không giữ ở đâu. Xã hội đen cũng thế, chẳng qua là anh em mình có dùng một từ xã hội đen để phân biệt với những người tội phạm, người làm sai trái pháp luật này, với một người hoàn một người sống lương thiện, để hai cái danh từ đó nó khác đi để cho người ta dễ hiểu thôi. Chứ còn với tới điên thì thật sự là không, chả có cái xã hội đen gì hết, đen lại đỏ cái gì, đúng mọi người. Vì toàn những thành phần xã hội đen thành là cũng là thành phần lưu manh trộm cướp, nhưng là nó là theo cái hình thức gì thôi, chứ còn thì xã hội đen cái gì ở Việt Nam này chưa đến tuổi để vào cái top tem làm xã hội đen. Xã hội đen nó kinh lắm, hoành tràng lắm đấy. Mọi người cũng đã từng xem những cái câu chuyện tiểu thuyết hay là những bộ phim của các nước đấy, cái gọi là xã hội đen, nó có sự đoàn kết, có sự tập thể đấy. Và cái độ cuồng sát và những cái độ uy tín từng con người trong tổ chức ghê gớm. Còn xã hội Việt Nam này tề với luôn mọi người luôn, nói chung là gì có cái luật im lặng mà cũng không có cái giang hồ gì hết đâu, nhưng mà toàn tự mình đặt lên cho mình thôi. Thế còn những toàn là với tế điên thì nghĩ toàn là dạng đầu đường trộm cướp thôi, chứ còn thì chả phải là xã hội đen gì, cũng là cướp theo kiểu gì thôi, người ta cướp giật này, hoặc là giúp đồ ra đi cướp của người ta, hoặc là tạo dựng anh em quy tụ một đống vào xong là đi bảo kê, cũng là đi ăn cướp thôi mà, đi cướp trắng trợn người ta. Chứ còn làm sao mà bỏ dù từ xã hội đen thì nghe nó có vẻ kinh quá, rồi lại tiếp tục để dùng cái từ luật im lặng, nghe có vẻ bố già mafia ý quá. Nhưng là với tế điên thì cái đấy thì nó chỉ là cái nghe nó có vẻ ghê thôi, mà cũng chỉ người ta lấy cái đó ra người ta để muốn nó quích đại một chút về cái giới xã hội đen thôi, nghe để cho nó huyền bí để mọi người có thể khám phá hay là nghĩ ra nó nhiều ấy thôi. Chứ còn với tế điên thì cái đấy nó thật sự là chả có cái luật im lặng gì hết. Mấy ông tướng ấy, vào ba cái quả bít bằng tông người khai hết, chú ơi, rồi là có gấu có bản lĩnh, nhưng là qua chợ ok, có người thì cũng vượt qua được cái cửa ải đó đó.
Nhưng đến khi mà nhận cái cáo trạng bản cung đập vào mặt ấy, khoản 2, khoản 3, khoản 4 ấy, toàn chung thân tử hình ấy, thì thời thời ơi, luật im lặng nó chỉ có luật phá vỡ thôi, chứ không bao giờ có luật im lặng. Thế nên nó rất luôn mọi người, uy tín luôn, chỉ có luật phá vỡ thôi chứ không bao giờ có luật im lặng. Khái hết à, ai chẳng muốn cỏ cây còn muốn sống đúng không mọi người, chứ đừng nói con người. Ông nào bảo là không muốn sống thì nghe nó có vẻ ấy lắm. Đấy là việc, đấy là nói, là việc của mồm thôi đúng không mọi người. Còn cỏ cây còn muốn sống chứ đừng nói con người. Cứ thử lúc ta đặt cương vị ta vào, lúc thập tử nhất sinh, lúc giữa cái sống và cái chết, ta có giữ được không? À, ta có thèm khát cuộc sống không? Đúng mọi người. Thì không cớ gì phải tế điên nói ra hôm nay, mà nhiều người có thể hiểu được. Nhưng là có những người em, người cháu, hoặc là những người người ta chưa hiểu được cái từ, hoặc là người ta chưa định nghĩa ra được cái luật im lặng, nghe có vẻ nó huyền bí quá. Thì có một khán giả cũng comment hỏi tế điên, thì hôm nay cũng cho tế điên được lên cái clip ngắn về cái luật im lặng. Nhà tù như xã hội không có luật im lặng đâu mọi người, mà chỉ có là như này này, ở bản chất của con người đó, người ta có thể vì anh em chấp nhận, thế mà chấp nhận có khi kể cả ra mất mạng, nhưng là đó là tự nguyện của mỗi con người. Chứ còn hỏi bảo là anh nọ anh kia, hoặc là thế giới ngầm nọ thế giới ngầm kia bắt mình phải luận im lặng như vậy thì không có đâu. Là một, nhận là việc của nhận, ở băng ổ nhóm nhận nhau, ơi em sẽ im lặng chết không mang theo, không bao giờ trình báo. Nhưng là đến khi mà bị hỏa tiễn đến cầu đầu đài rồi đấy, thì người ta sẽ không bao giờ giữ đâu, lời hứa mà. Rồi là người ta có thể về, người ta lấy một lý do gì đó, người ta đập vào cái đó thì cũng xong với mà mọi người. Ví dụ như đơn giản như là hai ông đi với nhau cùng vụ, tôi ông nhá, ông nào bắt được thì nhận, còn là đừng có cái nọ. Như khi là nhận lời cho đó, như khi mà xuống đường gây ra những cái vụ gì đó to to mà cái lúc bị bớ vào không chịu được nhiệt, những trận cung phê luôn đó, không phải đơn giản đâu. Rồi bằng nghiệp vụ người ta dùng bằng tình cảm, bằng tình cảm để bắt buộc mình phải khai ra, bắt buộc phải khai ra. Thế gì khai ra rồi lúc ra về thì gặp anh em gặp nhau mà, thì cũng nói là lúc đó tôi vào cái tình huống thế nọ thế kia để bù đắp lại những cái đấy thôi, chứ còn thì thật sự mọi người là nó không ấy đâu. Vào thì vào, đi đi thì đi đi này, cứ đấy mọi người ạ. Thế đâm ra là tế điên dám khẳng định một điều đó là không có cái trường hợp ở đâu đó. Mong mọi người xem cái clip của tế điên ngày hôm nay, mọi người sẽ hiểu được ra chả có cái luật im lặng hết, chỉ có con người mình tự mình dám vì đó. Mình dám vì nhận thì ok, chứ còn chả có cái luật nào hết. Nghe có vẻ nó nó ghê gớm quá, chứ cần gì cũng lật im lặng ở cái giới làm Việt Nam này nó rõ luôn. Đó. Thì Điên xin gửi clip ngắn này lên trên kênh YouTube thì em đi. Mong mọi người xem câu chuyện có thể hiểu được một phần nào đó. Chứ còn gì không như những gì mà người ta thường đồn đại, giới xã hội đen hay trong nhà tù nó có lật im lặng của nó. Cái nọ thì kia thì không phải đâu mọi người ạ. Nó chỉ là nghe cái tính chất có vẻ cho nó hoành tá tràng, cho nó ghê gớm, cho nó rước bằng ổ nhóm này thôi. Chứ còn chả có cái gì đâu. Gặp ông giáo là khai hết đấy. Gặp ông giáo bế là khai hết. Ai chẳng chọn cho mình một con đường sống, ai chẳng chọn cho mình một con đường được gặp vợ, gặp con, được gặp bố mẹ. Đúng không mọi người? Cái lúc đó cứ thử thì biết. Thế còn nói thì lúc chưa xảy ra thì kinh lắm, anh chết em chết, anh sống em sống. Nhưng khi mà cuối con đường rồi, tụt vào ngõ cụt rồi bế văn đàn rồi, thì thật sự với mọi người là không phải như vậy đâu. Mà mạnh ai người đấy sống thôi, mạnh ai người đấy thắng thôi. Ít người sống được những bản chất như các người anh ngày xưa lắm. Bây giờ mà thực dụng, xã hội thực dụng thì câu chuyện nó cũng thế. Mà băng ổ nhóm thì cũng thế, thực dụng hết. Chào mọi người yêu quý.
trên kênh Vi để Đồng Định, Đồng Định xin gửi cả clip ngắn lên để mọi người hiểu một phần nào đó về giới tội phạm cũng như trong nhà tù. Nên không có cái gì hơn qua câu chuyện này cũng như bất cứ một câu chuyện nào của Thế Điên Nam Định gửi lên trên YouTube đều là những câu chuyện mong là sao lột tả cái câu chuyện đó để cho các em các cháu hiểu được một phần nào trong cuộc sống xã hội này. Không có cái gì bằng là ta ở bên dưới ấm gia đình, đừng không có tụ tập giang hồ giang lạc làm cái gì cả. Ta hãy sống một cuộc sống bình thường nhất, đi làm bằng sức mồ hôi của mình, bằng sức lao động của mình để kiếm những đồng tiền lương thiện, thì ta sẽ có những bữa cơm hạnh phúc, ta sẽ được ở với bên mái ấm gia đình, có những giây phút được đầm ấm. Đó. Chứ còn nếu mà ta bước chân xuống đường làm những điều sai trái pháp luật thì ta sẽ phải ăn cơm cân mặc áo số thôi, và những ngày tháng dài đằng đẵng trong lao lý sẽ đón chờ bất cứ một con vợ nào, không trừ bất cứ một ai, kể cả có con ông tổng thống hay là con ông tướng sai phạm pháp luật vẫn cứ phải lên đường đá du tút bình thường mọi người nhé. Xin chào mọi người yêu quý.